Nowest đã đóng cửa hàng chục cửa hàng. Hãng đệ đơn xin phá sản theo chương 11 luật phá sản, là điều luật của Mỹ cho phép một doanh nghiệp tuyên bố phá sản để tái cấu trúc. Công ty cho biết động thái mới này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán các cơ sở kinh doanh trong chuỗi thương hiệu Nowest và Bandolino, một thương hiệu được Nowest mua lại trước đó. Giám đốc điều hành Nowest cho biết khi công ty hoàn thành quá trình tái cơ cấu này thì nợ và lãi suất sẽ giảm đi đáng kể. Như vậy, việc bán thương hiệu Nowest và Bandolino sẽ dễ dàng hơn. Động thái này cũng cho phép công ty tập trung vào những phần kinh doanh thời trang có lợi nhuận cao. Công ty cho biết họ sẽ bán Nowest và nhãn hiệu Bandolino của dòng giày dép và túi xách cho tập đoàn Authentic Brands Group. Hiện tại, tập đoàn Authentic Brands Group đã cho Nowest vay một khoản 300 triệu đô la Mỹ. Khoản tiền này sẽ cho phép công ty tiếp tục hoạt động trong tiến trình của chương 11. Nine West will continue to operate normally during this process, according